Chào mọi người, hôm nay Át đáng cày, cày để dứt điểm luôn. Coi như là tập này đó là dứt điểm đó. Rồi ngày mai có thể là tác giả sẽ ra một chương, nhưng mà một chương thì khoảng của tác giả khoảng 10 phút rồi. Thành ra chắc là ngày mai Át sẽ ngưng, không dịch. Tại vì có 10 phút thì nghe nó cũng lỡ dở, mà Át cũng làm nó lỡ dở, mất thời gian lắm. Thành ngày mai Át sẽ tập trung vào Cao Thủ Chân Tu, là vuốt lại có 3-4 ngày nay là nó tồn của Cao Thủ Chân Tu, là Át vuốt dứt điểm ngày mai luôn. Xong rồi ngày mốt nếu mà Chiến Thần Ở Rễ mà ra đủ được một tập á thì Át sẽ lên. Nói chung là Cao Thủ Chân Tu với là Chiến Thần Ở Rễ là mọi người chịu khó, tại bây giờ là mình đuổi kịp tốc độ dịch của tác giả rồi. Tác giả ra lẹ thì tớ ra lẹ, còn tác giả ra chậm thì chịu. Chứ bây giờ tớ không có mà lên. Mọi người cứ vô còm bảo là Át ơi hôm nay có lên. Tác giả không ra lấy gì lên. Khổ vậy. Tác giả ra mà đủ là tớ sẽ lên. Mọi người khỏi hỏi. Chiến Thần Ở Rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm. Chương 2250 đến chương 2253. Mà tại Ma Tông, Ma Tử chính là người thừa kế của Ma Tông. Chờ một đời tông chủ Ma Tông trước đó mất đi, hoặc là tông chủ bước vào thiên cảnh rời khỏi Ma Tông về sau, liền mới có thể kế thừa vị trí tông chủ. Tông chủ cũng mong ngài thận trọng suy xét ra. Mã Siêu chẳng qua mới vừa vặn gia nhập Ma Tông, mặc dù thiên phú võ đạo 10 phần xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới gia nhập, liền để cậu ta trở thành ma tử của Ma Tông. Điều này thực sự không thích hợp à? Đúng vậy à, một người vừa bước vào Ma Tông có tư cách gì mà kế thừa vị trí ma tử được à? Tôi cho rằng Hồng Ma mới là ứng cử viên có tư cách nhất để kế thừa ma tử. Tông chủ cũng mong ngài nghĩ lại à? Trong lúc nhất thời, mỗi một người của Ma Tông ở đây nhào nhào mở miệng thuyết phục, không một ai là ủng hộ Mã Siêu kế thừa vị trí ma tử. Lệ Trần dường như đã sớm dự liệu được một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lạnh giọng nói ra: chuyện này liền quyết định như thế đi, không được bàn lại. Nửa giờ sau, vì Mã Siêu mà tổ chức nghi thức kế vị ma tử. Nói xong, ông ta trực tiếp quay người biến mất. Một đám người của Ma Tông đều là hai mặt nhìn nhau. Lệ Trần liền qua loa mà quyết định muốn để Mã Siêu trở thành ma tử của Ma Tông như thế rồi sao? Hồng Ma hai mắt đỏ bừng, song quyền chăm chú siết chặt, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Hồng Ma, ngươi mới là ma tử trong suy nghĩ của chúng ta, ngươi là đệ tử mà tông chủ quý trọng nhất. Ngươi nhanh nhanh đi tìm tông chủ, thật tốt nói một câu, tông chủ nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Đúng vậy, ngươi mau đi tìm tông chủ nói một chút. Tông chủ tương lai của Ma Tông cũng không thể từ một người mới bước vào Ma Tông đến kế thừa. Một đám người của Ma Tông nhao nhao đem Hồng Ma vây lại, nhìn xem hắn mở miệng nói ra. Hồng Ma ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo quét qua đám người, lạnh giọng nói: sư phụ đã quyết định như thế, vậy liền nhất định có đạo lý của ngài, chúng ta nghe theo mệnh lệnh là được. Nói xong, ông ta cũng quay người rời đi. Một đám cường giả của Ma Tông đều là một mặt lo lắng. Bọn họ thừa nhận thiên phú võ đạo của Mã Siêu phi thường cường đại, nhưng là Mã Siêu dù sao chỉ mới vừa vặn gia nhập vào Ma Tông, bọn họ không có cách nào tại trong thời gian ngắn như thế liền tiếp nhận Mã Siêu trở thành ma tử của Ma Tông. Dương Tân Sinh, tông chủ đối với ngài có chút coi trọng, Mã Siêu lại là hảo huynh đệ của ngài, cũng mong ngài vì tương lai của Ma Tông đi khuyên nhủ tông chủ để ngài ấy thay đổi quyết định bổ nhiệm mà. Một cường giả của Ma Tông vội vàng đi lên phía trước, nhìn xem Vương Thanh, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn cầu nói ra. Dương Thanh mặt không đổi sắc nhìn về phía đối phương. Tại thời điểm Mã Siêu nói cho anh biết Lệ Trần dự định muốn xác lập Mã Siêu làm ma tử, Dương Thanh liền nghĩ đến người của Ma Tông khẳng định sẽ có ít ý kiến rất nhiều.
Chỉ là đây là duyên kỳ ngộ của Mã Siêu. Nếu là có thể trở thành ma tử, Mã Siêu có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp của ma tông, thực lực cũng sẽ tăng lên phi thường mãnh liệt. Vì sự phát triển của Mã Siêu, anh chẳng những sẽ không ngăn cản Mã Siêu kế thừa vị trí ma tử, tương phản sẽ còn toàn lực hỗ trợ cho cậu ấy. Dương Thanh nhìn về phía một đám cường giả của ma tông, trầm giọng nói ra: thật có lỗi, Mã Siêu là huynh đệ của ta, ta phi thường ủng hộ cậu ấy kế thừa vị trí ma tử. Một đám cường giả của ma tông cũng vô pháp thay đổi quyết định của Lệ Trần. Đã không cách nào thay đổi sự thật thì chỉ có thể lựa chọn việc chấp nhận. Ma tông bên trong một đại sảnh cổ kính sang trọng, Lệ Trần nhìn về phía Hồng Ma trước mặt đối với mình đang một mặt cung kính, bỗng nhiên mở miệng: Hồng Ma, đối với việc ta để Mã Siêu đến kế thừa vị trí ma tử, ngươi thấy thế nào? Hồng Ma lắc đầu, trầm giọng nói: lão sư, là vì tương lai của ma tông, Mã Siêu có thiên phú võ đạo cực mạnh, chỉ mới 27 tuổi cũng đã có được cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên những điều này đều không phải trọng yếu, trọng yếu nhất chính là Mã Siêu trong người mang thị huyết châu, dòng máu chí bảo của gia tộc Bách Lý cổ võ. Một khi tu luyện công pháp ma đạo, sẽ để cho võ đạo cùng công pháp ma đạo của hắn càng thêm phù hợp, từ đó biểu hiện ra thiên phú võ đạo mạnh hơn. Lấy thiên phú võ đạo của Mã Siêu, trong vòng 40 tuổi, rất có thể sẽ có khả năng bước vào thiên cảnh. Hồng Ma không chút nào keo kiệt lời khen ngợi đối với Mã Siêu. Cũng không phải là ông ta đạo đức giả, mà là thực sự phi thường tán thưởng. Lệ Trần một mặt vui mừng, nhẹ gật đầu nói ra: người nói không sai, cậu ta có thiên phú võ đạo cực mạnh, cũng mang trong người dòng máu thị huyết châu. Kỳ thực, thị huyết châu cũng không phải là chí bảo của gia tộc Bách Lý, mà vốn dĩ là chí bảo thuộc về ma tộc. Chỉ là đã từng bị tổ tiên gia tộc Bách Lý cổ võ sở hữu được, mới biến thành chí bảo của gia tộc Bách Lý. Mà trong cơ thể Mã Siêu còn có được huyết thống tổ tiên của gia tộc Bách Lý, sau khi tu luyện công pháp ma đạo chỉ càng thêm tương hợp với thủy huyết châu, bộc phát ra uy lực chân chính của thủy huyết châu. Tuy nhiên, lý do ta thực sự hạ quyết tâm muốn để cậu ấy thừa kế vị trí ma tử là bởi vì Dương Thanh. Dương Thanh là huynh đệ sinh tử của Mã Siêu, thiên phú võ đạo của cậu ta lại càng khủng bố hơn. Bây giờ chẳng qua mới vừa vặn đặt chân vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cũng đã có được thực lực đỉnh phong phía dưới thiên cảnh, thậm chí còn có thể phóng xuất ra cảnh giới ma đạo. Loại người này nhất định lai lịch không hề nhỏ. Đem ma tông cùng cậu ta buộc chung lại một chỗ, đối với ma tông mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Hồng Ma gật đầu, nghĩ đến mình trước đó nhờ có sự trợ giúp của Dương Thanh, khi anh phóng thức ra cảnh giới ma đạo, mà ông ta mới có thể cùng ứng tiến hành kịch chiến, rất là bội phục. Kẻ này quá thực quá mức yêu nghiệt, liền xem như tại giới cổ võ đều là yêu nghiệt cấp bậc đỉnh tiêm, sợ là tại hạ giới cổ võ đều không một ai có thể cùng so sánh. Chỉ có trung giới cổ võ cùng thượng giới cổ võ sợ là mới có loại yêu nghiệt cấp bậc này. Lệ Trần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra: bây giờ ma tông có rất nhiều địch nhân, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào ma tông, mà cảnh giới võ đạo của ta đã phá vỡ kết giới mà bước vào thiên cảnh. Ứng Thiên Hành hôm nay đến ma tông kỳ thực cũng có ý tứ thăm dò ta, sợ là không được bao lâu nữa chuyện ta phá vỡ kết giới bước vào thiên cảnh liền sẽ bại lộ, đến lúc đó ta liền thực sự phải rời khỏi ma tông. Một khi ta rời khỏi ma tông, chỉ bằng ngươi một người không cách nào cùng các thế lực đỉnh tiêm khác chống lại, chỉ có thể tìm được đồng minh thích hợp mới có thể để cho ma tông tiếp tục chiếm hữu một vị trí tại ma tông. Mà Dương Thanh chính là minh hữu thích hợp nhất, nhưng loại người này muốn cậu ta gia nhập ma tông
căn bản là không có khả năng, cậu ta nhất định sẽ không gia nhập. Nhưng là Mã Siêu, hảo huynh đệ của cậu ta, cũng rất không tệ. Thiên phú võ đạo cực kỳ xuất chúng, để cậu ta đến kế thừa vị trí ma tử của Ma Tông, không gì thích hợp hơn. Hồng Ma minh bạch ý tứ của Lệ Trần, khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Lão sư, tôi đã minh bạch, ngài yên tâm, coi như ngài đi giới của võ, tôi cũng sẽ toàn lực phụ tá Mã Siêu, sát cánh với cậu ta, cùng một chỗ thủ hộ Ma Tông." Lệ Trần một mặt vui mừng, ông ta biết, coi như mình không nói những chuyện này, thì chờ khi ông ta rời khỏi Ma Tông về sau, Hồng Ma cũng sẽ không phản bội Ma Tông. Ông ta bỗng nhiên lấy ra một bình ngọc tinh xảo đưa cho Hồng Ma. Thời điểm Hồng Ma nhìn thấy cái bình ngọc này, lập tức sắc mặt đại biến, bịch một tiếng, liền quỳ gối dưới chân Lệ Trần, vội vàng nói: "Lão sư, ngài đây là muốn làm cái gì?" Lệ Trần một mặt cưng chiều nhìn về phía Hồng Ma, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, mở miệng nói: "Phá kiếp đan này vốn là ta muốn vì chính mình mà giữ lại, muốn tại thời điểm đột phá thiên cảnh. Kết quả mệnh của ta cứng rắn, thời điểm thiên kiếp đổ xuống gánh đỡ được, cho nên có giữ lại viên phá kiếp đan này cũng vô dụng. Bây giờ ngươi đã tiến xa đến một mức độ này, khoảng cách đột phá cảnh giới cũng sẽ không còn quá lâu. Viên độ kiếp đan này liền tặng cho ngươi, chờ thời điểm ngươi muốn đột phá, nếu là gánh chịu thiên kiếp không được, nhất định phải phục dụng viên đan dược này." Cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, thời điểm muốn đột phá cảnh giới, lập tức cả đất trời này sẽ giáng xuống thiên kiếp. Thiên kiếp cực kỳ kinh khủng, chỉ có cường giả chân chính đứng ở đỉnh phong phía dưới thiên cảnh mới có khả năng gánh chịu được. Phàm là người đột phá, chỉ cần có một chút khiếm khuyết đều không cách nào chịu đựng được thiên kiếp. Mà viên phá kiếp đan này thì có thể để cho thân xác người đột phá cường độ trở nên càng mạnh hơn, từ đó mới có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Viên phá kiếp đan này là một viên phá kiếp đan duy nhất của Ma Tông. Vì để có được viên đan dược này, Lệ Trần đã từng vượt qua cửu tử nhất sinh, kém chút liền đã mất mạng. Mà phá kiếp đan cũng không phải là chỉ có thời điểm muốn đột phá thiên cảnh mới có thể cần dùng đến, liền xem như cường giả nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, sau khi phục dụng phá kiếp đan, cảnh giới võ đạo cũng sẽ nháy mắt đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hồng Ma biết rất rõ thâm cừu đại hận của Lệ Trần, hiện giờ chính là thời điểm cần tăng cường thực lực nhất. Giờ phút này, vậy mà ông đem viên phá kích đan ông đã dùng sinh mệnh để đổi lấy đưa cho mình. Nhìn xem Hồng Ma đang quỳ trên mặt đất, Lệ Trần mỉm cười đưa tay đem Hồng Ma từ dưới đất đỡ lên. "Những năm gần đây, ngươi vì Ma Tông mà trả giá bao nhiêu tâm huyết, ta tất cả đều nhìn thấy ở trong mắt. Vốn dĩ ma tử của Ma Tông nên từ ngươi đến để kế thừa, nhưng vì muốn giúp Ma Tông kết giao với một người trẻ tuổi có tiềm lực, ta không thể không đem vị trí nguyên bản thuộc về ngươi quay người đưa cho người khác. Viên phá kiếp đan này ngươi hãy cất đi, coi như là bồi tội của lão sư đối với ngươi. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, phấn đấu tiến vào hàng ngũ thiên cảnh càng sớm càng tốt. Ta sẽ ở tại giới cổ võ chờ ngươi." Hồng Ma mặt mũi lộ vẻ tràn đầy xúc động, hai mắt đỏ hoe nhìn xem Lệ Trần. Ông ta từ nhỏ đã được Lệ Trần nuôi dưỡng lớn lên, ở trong mắt ông ta, Lệ Trần chính là phụ thân của mình. Ngay cả thời điểm Lệ Trần tuyên bố muốn đem vị trí ma tử giao cho Mã Siêu, nội tâm của ông ta cũng chỉ là hơi có chút không cam lòng. Nhưng là ông ta lại chưa bao giờ mảy may có ý nghĩa muốn tìm Lệ Trần yêu cầu thay đổi chuyện bổ nhiệm. Bởi vì ông ta rất rõ ràng Lệ Trần đã quyết định như thế, vậy liền nhất định có đạo lý của sư phụ. Mãi đến lúc này, Lệ Trần đem viên phá kiếp đan mà ông ta dùng sinh mệnh để đổi lấy đưa cho ông cũng không còn cách nào
khống chế nổi tâm tình của mình. Cách vào đi. Lệ Trần một mặt nhu hòa nhìn về phía Hồng Ma, nói một lần nữa. Lần này Hồng Ma cũng không cự tuyệt, hai tay của ông ta đón lấy bình ngọc, mắt đỏ hoe nói ra: "Lão sư yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi giới cổ võ cùng ngài gặp gỡ. Thâm cừu đại hận của ngài, tôi sẽ theo ngài cùng một chỗ báo thù. Lão sư nhất định phải chờ đợi tôi." Lệ Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười gật đầu: "Được, ta chờ ngươi." Nói xong, Lệ Trần đứng lên, mở miệng nói ra: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta vì tiểu sư đệ của ngươi đi tổ chức đại điển tiếp nhận ma tử." "Vâng." Hồng Ma vội vàng đáp lời, đi theo Lệ Trần cùng rời đi. Lúc này bên trong đại điện nghị sự rộng lớn của Ma Tông, một đám quyền quý của Ma Tông đã có mặt đông đủ. Trên mặt mỗi người đều là vẻ không cam lòng. Rất nhiều người đều đang lớn tiếng nghị luận, biểu đạt sự bất mãn của mình đối với lần bổ nhiệm này. Vừa đúng lúc này, một cường giả toàn thân tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, máu me khắp người, từ bên ngoài lao vút vào. Vừa tiến vào đại điện liền cao giọng quát lớn: "Một hậu bối siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong lại có tư cách gì trở thành người thừa kế của Ma Tông chứ? Ta Cao Hùng không phục, muốn để cho ta phục hắn, hắn có thể đánh với ta một trận. Nếu là hắn có thể tại trong tay của ta chống đỡ nổi ba chiêu, ta liền tôn hắn làm ma tử." Cao Hùng, một trong tứ đại ma tướng của Ma Tông, thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mặc dù ông ta còn chưa bước vào nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, lại đã từng chém giết một vị cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Cao Hùng nhất chiến thành danh, trở thành một trong thập đại cường giả đỉnh cao tại Ma Sơn, cũng là một vị duy nhất bên trong thập đại cường giả đỉnh cao không phải là cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Hết.